Đánh dấu chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Co-op phát động chuỗi chương trình khuyến mãi 35 năm Sài Gòn Co-op niềm tin gắn kết diễn ra từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 năm 2024. Theo đó, giảm giá đến 50% các mặt hàng nước giải khát, dầu ăn, gia vị hay lễ hội thịt đông giá 35.000 đồng và tuần lễ trái cây giảm 35% là những chương trình khuyến mãi nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng ngày lễ lớn 30 tháng 4, 1 tháng 5 sắp tới. Dự kiến lượng tăng trưởng khách hàng trong dịp cao điểm lễ và đặc biệt là 5 ngày lễ thì tăng khoảng 20%. Để chuẩn bị đó thì Sàn Co-op cũng đã chuẩn bị mở tất cả các kép và không để khách hàng chờ lâu, và cái dòng chờ khách hàng mua sắm và thanh toán một cách thuận tiện nhất thông qua các chương trình khuyến mãi, thông qua các hệ thống điện toán của mình. Tôi thường xuyên mua hàng trong Co-op, một tuần tôi đi 3 ngày. Mấy bạn trong siêu thị Co-op này ở đây, từ nhân viên bán hàng và những cái bạn tính tiền ở đây rất là vui vẻ nên thích thái độ của mấy bạn phục vụ ở đây lắm. 35 năm Sài Gòn Co-op niềm tin gắn kết sẽ là khởi đầu cho hàng loạt chiến dịch tri ân khách hàng mà Sài Gòn Co-op sẽ phát động trong năm 2024.